Hôm nay mát rời chúng mày nhở. Tầm này mà được nằm nhà xong rồi ôm máy tính tìm tài liệu ấy, thì sướng phải biết. Giời ơi, ông học ở trường vẫn chưa chán à? Muốn về nhà ôm máy tính học. Giời ơi, kheo mấy nữa. Đeo cái kính này dày đít chai ấy. Ôi, đeo kính thì càng tăng độ xinh đẹp của tôi chứ sao. Với lại nhá, tôi thấy học trên máy tính dễ hơn học trên sách vở bao nhiêu. Bởi vì trên đấy nhá, có những video mô phỏng hướng dẫn, mình chỉ cần học tí là nhớ thôi. Đây đây đây, anh Hoàng. Anh đã thấy cách người bình thường sử dụng máy tính chưa? Con này, thì nó là người bình thường, tao không phải người bình thường à? Không, người bình thường nhá, người ta khi động vào máy tính, người ta sẽ lấy ra để người ta học. Chứ không phải như anh động vào cái là chơi điện tử. Mẹ suốt ngày chửi rồi tốn tiền điện, em thì đã hết đầu. À, thế là mày vẫn chưa biết là bây giờ có cả môn thể thao điện tử à? Hả? À? Tao mà chơi game giỏi nhá, sau này tao đi thi đấu chuyên nghiệp, tao đầy tiền. Lúc đấy đừng có chạy theo đít tờ để mà định hot. Ủa thế á, em gái lại thèm quá anh ạ. Tôi thì tôi thấy như này này. Máy tính đầu tiên là để hỗ trợ việc học và mang kiến thức. Chứ ai lại chơi thế mà giờ. Đúng rồi. Nếu mà tôi nhá, tôi có máy tính ấy, tôi cũng dùng để hỗ trợ việc học đầu tiên. Thôi anh đừng có điêu. Anh mà có máy tính á, sẽ còn chơi ác hơn anh Hoàng ấy chứ. Ôi giời, tao nói cho mày biết nhá. Bây giờ chủ yếu tao muốn có máy tính là để mỗi khi có bài khó ấy, tao lên mạng tao tìm cách giải đấy, đỡ phải hỏi ai. Thôi, cái điện thoại anh để làm gì? Cái điện thoại từ 0 giờ 7 giờ đến 10 giờ, đứa nào cầm hả? À? Còn làm anh như tao không phải nhường cho mày à? Hả? À? Thế nên tao mới cần một cái máy tính nhá. Bộ máy tính cũng rẻ mà, như kiểu bộ nhà tôi á, Core i9 mới nhất thị trường, có hơn 30 triệu thôi. Hả? Làm gì mà sửng sốt thế? Uầy, Tuấn ơi. Cái quả máy tính Core i9 của nhà ông ấy. Cái quả đấy tải game chắc nhanh lắm ấy nhở. Đây. Game dí mồm ạ. Ừ đúng rồi. Wow. Ông cứ mở mồm ra là game. Bỏ đi, không tốt đâu nhá. Này Tuấn này, máy nhà ông như thế chắc xem được nhiều phim lắm ấy nhở. Mấy cái phim mà độ phân giải 8K ấy. Úi giời ơi, tưởng thế nào, chả khác gì anh Hoàng. Ồ, khác chứ. Thằng Hoàng nó quan tâm đến game, quan tâm đến điện tử nhá. Còn tao quan tâm đến phim, quan tâm đến điện ảnh, nó phải khác chứ. Ôi giời, thôi. Nói chung á, là máy tính nhà tôi á, cài được hết, xem được hết. Thế nhưng mà máy tính là dùng để phục vụ nhu cầu học tập thôi. Chứ các ông chơi game với cả xem phim mãi như thế á, kết quả kiểu gì cũng đi xuống. Tóm lại là bây giờ muốn có kết quả học tập cao ấy, thì đầu tiên chúng ta phải làm gì? Làm gì? Hả? À? Là phải học đã. Sau đó nhá, có máy tính thì kết quả học tập của chúng ta sẽ càng tốt hơn. Ô, ai con kia? Thế tao nói không đúng à? Chúng mày bĩu môi. Ồ, bố gọi gì nhỉ? Alo bố à? À, con xem thế nào tắt cho bố cái báo thức cái. Chứ bố đi mà nó cứ kêu suốt thế này phiền phức lắm. Con xem con tắt cho bố cái nhá. Không lại mất công phải mang sang nhờ chú Giang. Phiền chú ra. À thế à? Thế bố ơi, bây giờ bố mở cái phần mềm Ovation máy tính từ xa trong điện thoại của bố lên để con tắt báo thức cho bố nhá. Ờ rồi, thế để bố mở cho nhá. À vâng. Ovation này. Rồi. Kết nối. Ha đúng rồi, đây đúng màn hình điện thoại bố rồi. Tìm đồng hồ à? Nó điều khiển máy của mình được luôn này. Đồng hồ. Tắt báo thức. Xong. Đấy, tôi dạy có một lần, ông làm được luôn. Đồng mình phết đấy. Tôi thông minh mà. Ui giời, học sinh thì học sinh cá biệt, suốt ngày đội sổ kêu thông minh. Này, thế mày chơi điện tử giỏi bằng tao chưa? Hả? Thôi, cãi nhau mãi, nói chung là sau này ai thông minh hơn thì người đấy giàu hơn. Ừ, này, mày thôi đi nhá. Giàu ấy thì chắc chắn là sẽ thông minh. Thế nhưng mà thông minh chưa chắc đã giàu đâu. Điển hình như tao này. Tao rất là thông minh. Thế nhưng mà có đứa em như mày ấy, tao không thể giàu được. Này, chính ra con Nhung ghê gớm phết đấy nhở. Thôi đi lên lớp đi, trèo đi chơi nhá. Đi. Chúng mày có muốn nghe chuyện cổ tích không? Chuyện cổ tích á? Ừ. Cổ tích gì? Cứ nghe đi. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có công chúa ngủ trong rừng đúng không anh? Cái con này lôi nha lôi nhò, không phải. Nghe tôi kể tiếp đây à. Ở một vương quốc nọ có một cô công chúa. Cô ấy có một người anh trai rất là đẹp trai và cũng cực kỳ tài giỏi. Và một hôm đẹp trời, nàng ta trốn ngủ trưa để lén lút gặp hoàng tử của nước láng giềng. Khi hoàng tử chuẩn bị trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm vào má thì đột nhiên phẹt một cái, nàng phọt ra một quả bom thối nhức óc, ghi chú
bởi vì buổi trưa mẹ nàng cho nàng ăn cá tép om dưa. Ôi. Anh học kiểu mày cá cho mày xuống luôn đấy à? Tao học của mày ấy. Chính ra chị Nhung kém. Phải em xong phim một phát anh trai ngất luôn. Ây da, hay quá nhở. Ôi trời ơi. Này, ta cốc tôi lõm chán nhá. Xong phim à? Thôi, thôi. Đi rủ thằng Tuấn bên đây đi chơi. Đi, đánh nhau mãi, suốt ngày đánh nhau. Tuấn bên đây, đi chơi đi. Đây, 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 đợi tao tí. Cô này Tuấn ơi, sao đồ mới thế kia lại đi vứt? Ôi trời ơi, mới cái gì? Màn hình thì là bị mới sọc, phím thì bay mất mấy nút rồi. Bỏ đi cho đỡ chật nhà. Thế à? Thế nhưng mà mới thế kia mà vứt đi thì phải tội chết. Ôi trời ơi, đã bảo là hỏng rồi, khổ quá. Với lại bố tôi mua cho tôi cái khác xịn hơn rồi. Ôi thôi, đi chơi đi. Ở đây, 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 đây. Xuân đã đến bên đây. Đến luôn bên kia. Xuân đã đến bên này, bên này rồi lại sang bên kia. Này chú mày, anh Dương với chị Nhung Gem kìa. Thử tí cảm giác mạnh không? Lại trêu anh Dương với cả chị Nhung Gem á? Được đấy. Này, trêu đi, lâu lắm không được chạy cuống hết chân này. Được rồi, phát này nhá, để tao đi trước. Đi đi đi. À, tí nữa để tao đi thứ hai sau thằng Hiếu nhá, không đi cuối toàn đánh rồi. À. Chúng mày ơi, tao biết thừa cái mẹo của trò này rồi nhá. Cứ đứa nào đi cuối ấy, đứa đấy sẽ ăn đánh. Cho nên là tao cứ đi thứ hai cho nó chắc. À, có ai tranh của mày đâu. Tranh là sao rồi? Kết nối này. Ồ, anh Tuấn lại chơi game à? Anh phải cày để vượt cấp tăng hoàng. Anh học giỏi, chơi game cũng phải giỏi. Rồi, anh á, nằm mơ chẳng vượt anh Hoàng nhà em. Anh Hoàng nhà em chơi game nó phải gọi là thượng thừa rồi. Anh Hoàng á, không giỏi bằng anh Hiếu đâu. Anh Hiếu á, bỏ cả học để chơi game cơ mà. Ui, kệ anh. Anh có phép thuật nha. Chữa bách bệnh, bệnh nào cũng khỏi. Anh Điều. Không tin đúng không? Nãy em bị con muỗi nó đốt ở má đúng không? Mang đây. Thế đỡ ngứa chưa? Em đỡ rồi ạ. Nhưng mà em bị đau ở tay. À, lại đau ở tay à? Đâu, mang anh xem nào. Đỡ chưa? Em đỡ rồi ạ. Không những hết đau mà còn tê tái luôn ý. Ui, tê cả tái nữa. Tăng thêm cái nhá. Thế em còn đau ở đâu nữa không? Anh chữa hết cho. Em đau ở vai. Ui, đau ở vai ạ. Anh Dương ơi. Anh có nụ hôn thần kỳ, chữa được bách bệnh đúng không anh? Anh chữa hộ em cái bệnh trĩ ngoại của em gái nhá. Anh hôn lên phát một phát cầu. Thì xuống đó mày. Chạy đi chúng nào. Mày chạy sớm nhá. Chạy sớm cái gì? Mày đau quá, đau quá. Ôi, đèn tê chứ lị. Đúng rồi, người tính không bằng giày tính. Mà em thấy á, chơi anh Dương chị Nhung sướng hết cả trâu chó. Mặt hai ông bà đấy buồn cười thế cơ mà. Lại còn vừa chạy vừa chửi chứ, chó có biết chửi đâu. Mà này anh Tuấn, anh Dương phải anh trai anh không đây? Quên mất, chúng mày đừng cười nữa. Từ sau cứ trêu. Đừng trêu anh Dương nữa nhá. Đúng rồi, sau đừng có trêu anh Dương nữa. Mình chuyển sang trêu anh thằng Tuấn đi nhá. Ô, tôi bảo rồi mà, đừng có trêu nữa. Tối về ông ấy chửi ạ, chỉ khổ tôi thôi. Thằng Tuấn nó nói đúng đấy, đừng trêu anh Dương nữa. Dù sao anh Dương cũng là anh trai của nó mà. Bây giờ nếu mà có trêu ấy thì trêu người yêu chị Nhung Gem ấy. Thôi, đi về đi để em gội đầu. Chú chạy từ chiến giờ, mồ hôi ra ướt hết đầu rồi. Đầu vừa gội hôm qua đã bết. Cái gì? Mày vừa gội đầu hôm qua á? Vâng. Ôi, hôm qua là đứa nào nó gội đầu ấy chứ. Mày gội đầu từ tuần trước ấy, đầu ấy chua lom rồi. Này, anh chán sống không? Anh chết đi! Buồn cười thật đấy. Úi giời, buồn cười thật đấy. Mày nhìn lại cái mặt mày xem nhá. Nửa tháng mới gội đầu lần. Mà mỗi lần gội mỗi cái mái để đội mũ len á. Anh Điêu vừa thôi. Em nửa tháng gội bao giờ? Ồ, chả thế không à? Nửa tháng, có 2 tuần rồi. Thôi, đi về đi. Hôm nay nắng, bố đun nước cho em gội đầu rồi. Đi. Nửa tháng không gội đầu.
con gái con lứa ở bản chó lấy nhá. Chả biết giống ai. Giống anh thì giống ai. Anh nhá, cả tháng còn chả tắm huống chi gội đầu. À, này, trong cái thời tiết như này ấy, không tắm không chết được, nhưng mà rét thì chết đấy. Nên anh còn nói em. À, tao khác mày khác. Chả khác cái gì cả. Mùa đông em tiết kiệm nước nóng, tiết kiệm dầu gội đầu cho bố. Ôi giời ơi, lý luận nha, đừng có lý luận. Gớm, ở bản đi, bảo ở bản đi. Ở bản giống anh ấy. Ô, cái thùng gì này? Máy tính mày ạ. Sao lại vứt máy tính ở đây nhỉ? Phí thế. Không biết có dùng được nữa không nhỉ? Vứt thì làm gì dùng được nữa hả anh? Không, tao nghĩ là vẫn sửa được. Tao sẽ vác về. Ê, ngon rồi. Nếu mà sửa được á, đỡ bảo bố một máy tính. Thôi, chắc không được đâu anh Hiếu ạ. Em bảo rồi mà, phải hỏng người ta mới vứt chứ. Mày biết cái gì? Đầy nhà người ta không hỏng người ta cũng vứt. Nhà người ta giàu, như cái nhà thằng Tuấn này. Mày cắm lại cho tao cái ổ xem nào. Cắm chưa? Rồi. Ờ, được rồi nào. Ôi, chạy đâu rồi tao ơi? Ai thấy chưa? Anh Hiếu ơi, nhưng mà máy tính này có mỗi cây, không có màn hình, không có bàn phím, không có chuột. Thế thì dùng kiểu gì? Ờ nhỉ. À, ôi, có rồi tao ơi, đi theo tao. Nhanh cả mấy cô thù sang à, các cô thù mất đấy, đi. Ui, tao ơi, vẫn còn tao ạ. Nặng phết đấy. Ô, hai đứa làm gì ở đây này? À, Tuấn ơi, ông cho anh em tôi cái này nhá. Đồ tôi vứt đi rồi, ông lấy làm cái gì? À, tình cờ bọn tôi nhận được cái cây máy tính. Bây giờ lại thiếu cái màn hình, cái bàn phím với cả con chuột. Ông vứt cái chỗ này rồi, thì ông cho anh em tôi nhá. Đồ bỏ đi cùng người khác, mà lại làm ông vui thế á? Vui chứ, chỉ cần dùng được thôi. Ô, thế nhưng mà có mỗi máy tính thôi thì đã làm được gì đâu, phải có mạng nữa chứ. Thế là lại phải kéo mạng nữa? Ờ, phải có mạng chứ. Đợi tôi tí nhé. Đây, cho ông luôn. Cái này cắm vào à, bắt wifi như điện thoại luôn. Ô, hay thế nhở. Thế giờ bắt wifi ở đâu? Ông hỏi hàng xóm ấy, kiểu gì người ta chả cho. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn nhá. Đi về lắp đi anh Hiếu. Thế đi, tao về đây, tao cảm ơn nhá. Úi giời ơi, sướng thật đấy. Đi. Ấy, lên rồi. Ô, hình này của chị Nhung Gem. Hóa ra cây máy tính này của nhà chị Nhung Gem bỏ. Đúng rồi. Chắc nhà chị ấy giàu rồi, chị ấy bỏ. Xong rồi chị mua cái xịn hơn nữa mà. À thôi, mày sang nhà thằng Long Tổ xin bắt wifi đi. Đi. Vâng. Đi. Anh Long Tổ ơi, Long Tổ. Mày gọi gì tao thằng Tổ? Anh cho em xin mật khẩu wifi nhà anh với. Thơm cái rồi cho. Anh cho em đi, thơm cái gì. Anh có cờ rút, em cũng có cờ rút rồi. Thế mày sang đây làm gì? Em xin mật khẩu wifi. Tao bảo là thơm cái rồi cho, mày nhiều chuyện. Ê. Thôi được rồi, em thơm. Này, mày làm gì ấy? Tao đẹp ra thế này, không phải ai thích thơm cũng được đâu nhá. Nhưng mà anh bảo là thơm đi rồi anh cho mật khẩu wifi còn gì. Tao mệt với mày quá Thảo ạ. Mật khẩu wifi nhà tao là thơm đi rồi cho, chứ không phải là thơm tao cái rồi tao cho. Ô thế ạ? À? Chả thế không ạ? À? Tao hỏi thèm cái mặt mày thơm tao à? Đi về đi. Vâng. Thấy người ta đẹp trai cái sân mà. Thay cái hình đèn này cho nó đẹp. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu, mật khẩu wifi là thơm cái rồi cho. Ê trời, bắt được rồi nhờ. Này, mấy cái đứa ngu á, nói tưởng phải thơm thật lắm này.
Mà mày có thơm bằng long tổ không ấy? À, em không, không thơm đâu, anh kết nối đi. À, được rồi. Xong, ê, thế là thao hồ quả mạng. Cho em chơi tí. Từ đã. Anh em nhà Hiếu Thảo sướng nhá. Ý trời, cứ tạm tạm. Tuy máy hơi đơ nhưng mà có là được rồi anh ạ. Ôi, thế là tốt rồi. Mà Hiếu, mày tính thì có rồi đấy. Bài tập tin học ông đã làm chưa? Không tí lên phóng tin nữa lại cuống hết lên ấy. Ê, tôi làm rồi. À, bây giờ để tôi dùng phần mềm Ovision. Máy tính từ xa, gửi tài liệu sang tí vào phòng sẵn làm rồi. À, được cái nhờ. Ấy đấy. Kết nối. Đấy, được rồi. Ai già, anh nhìn đẹp phết nhở? Chà đẹp không ạ? Tinh cả phết. Đề data này. Bí mật của Nhung Gem. File gì đây Hiếu? À, cái file vớ vẩn ấy mà. Hôm qua ta xem rồi. Nội dung nó là chị Nhung Gem cá cược với một người bạn là có thể nắn thẳng được anh Dương, thì chị Nhung Gem sẽ nhận được một khoản tiền cực kỳ lớn. Đấy. Bài tập à? À đó, bài tập á. Cái này hôm qua tao làm ngon phết rồi ấy. À, được đấy. Để xem tôi chết rồi. Thế này là anh Dương bị lừa à? Gửi xong. Hay nhở, tốt phết nhở. Từ chuyên, tôi đảm bảo nhá. Bây giờ tôi chơi điện tử, giỏi gấp mấy lần ông luôn. Lâu. Ý, chồng, để xem hai ông dắt tay nhau thi lại tốt nghiệp mấy lần. Có mà bị đuổi luôn ấy. Lấy đâu ra mà được thi hả chị? Thật nghĩ nhở. Chúng mày cứ đợi đấy. Luân. Sao đây? Tao phải nói chuyện này cho anh Dương thôi. Không thể để bị lừa mãi thế này được. Hiếu, mày gửi cho tao cái clip lúc đây đi. Được mà, đơn giản đây, tao gửi cho. Đây, ổ đề vẫn đây. Đây, bí mật của Nhung Gem nè. Không được. Không được cái gì đấy? Tao phải vạch mặt chị Nhung Gem. Không thể để anh Dương say đắm chị Nhung Gem rồi rơi vào tình trạng đau khổ được. Chúng mày đi theo tao. Anh Dương. Này, chúng mày lại định chơi bọn anh tiếp đấy à? Hả? Không, hôm nay là em giúp anh, em vì anh. Đây. Cái gì? Anh xem đi. Video này làm chứng, anh Phú thách Nhung Gem nắn thẳng được Phạm Nhật Dương thì sẽ mất Nhung Gem 5 triệu. Còn nếu Nhung Gem không nắn được Dương thì Nhung Gem sẽ mất anh Phú 5 triệu. Ồ. Chốt. Tại sao em lôi tình cảm của anh ra làm trò đùa như vậy? Anh em xin lỗi, nhưng mà anh phải tin em. Lúc đầu là em làm theo thử thách, nhưng lúc sau em nhận ra là em yêu anh thật. Thật không? Nói điều em làm con chó nhá. Vâng, nói điều em làm chó luôn. Em nhầm. Cảm động quá. Thôi được rồi, anh tha thứ tất cả cho em. Còn bây giờ mình đi chơi. Giả điện thoại này. Đi chậm chậm không ngã. Là có mỗi thế thôi á? Tôi tưởng là được xem phim ngôn tình cực mạnh chứ lại hết nhanh thế. Tao cũng thấy thế. Nó cứ hụt hẫng làm sao á. Thôi kệ đi, anh em mình lại đi chơi tiếp. Tí nữa anh Dương chị Nhung Gem kiểu gì chả lôi nhau ở bụi. Để anh em mình lại đi chơi. Thôi chị Nhung ơi, em không chạy được đâu. Alo anh Phú à, anh gửi cho em số tài khoản, em chuyển tiền cho anh. Cái vụ anh thách Nhung Gem tán em ấy. Nói. Vâng, em phải nhờ anh thách như thế thì cô ấy mới dám tiếp cận em trước. Chứ không em nhát quá, thích nhưng mà không dám ngỏ lời. Vâng. Thảo nào, lúc chị Nhung Gem bị phát hiện, anh Dương bình tĩnh thế. Đúng là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn mà.